Tôi tính xuống ban pháp lành nhưng mà lại huấn dụ nó sai nghi thức mất rồi. Tôi xin rất là vắn tắt. Tôi cùng với quý cha, quý tu sĩ, quý khách ngày hôm nay đến đây tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các chị em. Xin chúc mừng chị Tổng, chúc mừng hội dòng nói chung và chúc mừng các chị em ngày hôm nay đã khấn lần đầu, khấn trọn và tạ ơn 25 năm, 50 năm khấn dòng. Chúng ta nhận thấy đây là hồng ân Chúa ban cho hội dòng và cho hội thánh. Không phải chỉ cho hội dòng mà thôi đâu, mà cho hội thánh. Xin cảm ơn các chị em, những người đã quảng đại để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Nhìn vào ngày hôm nay chúng ta thấy nó có những tầng lớp khác nhau. Những người khấn lần đầu, người ta hay nói là khấn tạm, nhưng mà tôi rất là ghét chữ khấn tạm. Khấn thật chứ sao khấn tạm. Thật chứ, nhưng mà thật một năm thôi. Từ từ một năm rồi quen dần, hai năm rồi ba năm rồi là khấn trọn đời. Mà khấn thật, khấn triệt để. Nó có cái thời hạn nhưng mà triệt để. Rồi các chị em vĩnh khấn, khấn trọn đời. Nhiều khi nghe tới trọn đời cũng thấy không biết tương lai làm sao, nhưng mà nhìn vào các bà đó, đó, các bà đã đi hết, gần hết cái hành trình của mình rồi. Các chị em hôm nay khấn lần đầu thì tưởng tượng xem 50 năm sau thì mình sẽ như các bà đấy, sẽ nhăn nheo như vậy đấy. Đó, bao nhiêu vết thời gian vất vả nó sẽ ở hiện lên trên đôi mặt đó, nhưng mà vẫn một lòng kiên trì, vẫn là vui tươi, vẫn nở một nụ cười, nụ cười tươi. Các bà cười xem nào, có cười tươi không đấy, là cười còn tươi lắm. Chúng ta dâng lên cho Chúa, nhìn vào gương các bà, các bà hiện diện hôm nay được khích lệ các chị em tiến lên. Rồi thì các bà cũng nhìn vào chị em trẻ để mà tiếp tục đó. Của mình ngày xưa 50 năm mình cũng như vậy đấy, cũng là trẻ trung phấn khởi như thế. Dòng thời gian có thể làm cho mình nó mệt mỏi, rồi có những lúc hơi là trẻ trung phấn khởi chán trường. Dòng thời gian ra nhìn thấy những người trẻ tiến lên hoặc đẩy mình đi đấy, mình không được dừng lại đâu, tiếp tục đi tới. Các bà cũng vậy, lẽ dĩ nhiên là 50 tuổi thì tu trót thôi chứ không về được nữa rồi đó. Nhưng mà những người trẻ họ đẩy mình đi, đi trong niềm vui hạnh phúc đấy. Nhìn vào nét mặt của các chị em trẻ vui tươi hạnh phúc thì ngày xưa mình cũng vui tươi hạnh phúc như thế, hôm nay mình cũng tiếp tục vui tươi hạnh phúc. Người trẻ nhìn vào người già, người già nhìn vào người trẻ đó. Cho nên hôm nay thật sự là ý nghĩa các lớp cùng tổ chức chung một ngày. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và cái lời nữa xin chúc mừng quý ông bà cố, các gia đình. Và tôi cũng nói lên cái lời cảm ơn các ông bà cố, các gia đình. Cảm ơn là bởi vì ơn gọi là do chính Chúa gọi, nhưng mà nó phát sinh từ những môi trường. Môi trường nào? Môi trường giáo xứ, môi trường gia đình. Những cái người nay hôm nay là khấn này, nói cái tiếng bình dân tí anh chị em tha lỗi cho nhé, là ở đâu mà chui ra, những người này ở đâu chui ra, ở đâu trên trời rơi xuống đâu, cũng đâu có phải dưới đất chui lên đâu, nó từ gia đình của anh chị em, từ đời sống của ông cố bà cố, của các anh chị em trong gia đình, rồi từ môi trường xứ đạo đó, giáo xứ, gia đình. Chúng ta đã tạo nên cái môi sinh tinh thần đạo đức trong lành thánh thiện, để rồi từ đó Chúa làm việc và trổ sinh hoa trái là những ơn gọi này. Cho nên xin cảm ơn các gia đình đã tạo nên cái môi sinh tinh thần rất là trong lành thánh thiện như thế, và chắc chắn là Chúa sẽ trả công cho gương bản bố, cho các gia đình chúng ta tiếp tục sống đạo như thế, để ơn gọi trong giáo hội Việt Nam tiếp tục nảy nở. Người ta vẫn các nơi trên thế giới đến Việt Nam tìm ơn gọi, bởi vì ơn gọi Việt Nam nhiều lắm. Và sở dĩ có ơn gọi là bởi vì từ gia đình của anh chị em là siêng năng đi tham dự phụng vụ, rồi đọc kinh tối sớm, cha mẹ đạo đức, cái số ly dị nó rất là ít đó. Cho nên từ đó có ơn gọi. Nhưng mà cẩn thận,
chúng ta đang đối diện với một cái tình hình ơn gọi đang bắt đầu xuống thấp. Và xuống thấp là bởi vì đâu? Bởi vì các gia đình ngày nay nó không còn ngon như ngày xưa nữa rồi. Gia đình ngày xưa lắm, gia đình ngày nay cũng lắm chuyện lắm rồi. Đó. Rồi các người trẻ cũng nhiều chuyện nữa rồi, chứ ơn gọi đang xuống thấp. Trên cùng với lời tạ ơn, chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, cho những người trẻ. Rồi tôi xin chấm hết, không có nói dài nữa. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các chị em. Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cuối lễ, kính mời cộng đoàn đứng.